Xuân Bắc và các nghệ sĩ lặng người khóc thương nghệ sĩ nhân dân Anh Tú về với đất mẹ. Tang lễ của nghệ sĩ Anh Tú diễn ra lúc 9:30 sáng nay, 24 tháng 12 trong sự tiếc thương của bạn bè và đồng nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú qua đời trưa 20 tháng 12, hưởng dương 57 tuổi. Sự ra đi của nghệ sĩ Anh Tú để lại nhiều tiếc thương với bạn bè, người thân. Sau thời gian điều trị căn bệnh tiểu đường bị biến chứng, nghệ sĩ đã không qua khỏi. Từ rất sớm, các nghệ sĩ miền Bắc đã có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để tiễn đưa nghệ sĩ Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghệ sĩ Xuân Bắc có mặt từ rất sớm để góp tay cùng gia đình lo việc cho lễ viếng. Anh công tác tại nhà hát kịch Việt Nam, nơi nghệ sĩ Anh Tú làm quyền giám đốc. Anh cùng các nghệ sĩ viết lại những dòng tiếc thương trong sổ tang để tiễn biệt của nghệ sĩ Anh Tú. Nghệ sĩ Xuân Bắc ghi trong sổ tang lễ: "Em cứ nghĩ chỉ khoảng mười mấy ngày là anh sẽ quay trở lại nhà hát làm việc. Em cứ nghĩ anh chỉ đi khám một tí thôi. Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt và nghe theo lời khuyên của mọi người đi khám thế thôi và thế thôi. Ai ngờ, anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện. Trước khi nhập viện 3 ngày, em và anh còn có bàn bạc dựa trên vở mới." Nghệ sĩ Trinh Bắc viết tiếp: "Anh còn nói cả đêm qua anh không ngủ, mày phải làm vai này, họa bì. Anh với em còn ôm nhau thật chặt và thấy rõ mình còn phải làm nhiều hơn nữa cho nghề, cho nhà hát. Vậy mà anh đã đi thật rồi, anh ơi. Mọi người luôn nhớ anh, các diễn viên luôn nhớ anh, các học trò của anh luôn nhớ anh, biết bao nỗi niềm về anh, cầu mong nơi xa đó, nơi vĩnh hằng anh luôn an nghỉ, các phù hộ cho gia đình cũng như người thân thiết, phù hộ cho các lứa đàn em như bọn em, vĩnh biệt anh." Những người em là đồng nghiệp được nghệ sĩ Anh Tú dìu dắt trong những ngày mới bước vào nghệ thuật đều không giấu được nỗi buồn thương xót. Nghệ sĩ Anh Tú ra đi để lại vợ và con nhỏ khiến người tiễn đưa càng thêm xót xa. Sinh thời, nghệ sĩ kết hôn muộn, lấy vợ kém 12 tuổi, các con hiện vẫn còn rất nhỏ. Lễ viếng bắt đầu từ 9:30 ngày 24 tháng 12 đến 11:30 là lễ truy điệu và đưa tang. Tro cốt của nghệ sĩ nhân dân Anh Tú sẽ được đưa về an táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình. Những đồng nghiệp của anh đã chia sẻ lại những kỷ niệm không thể nào quên về người thầy, người anh đáng kính trong giờ phút chia xa. Nghệ sĩ Minh Hằng là người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Anh Tú. Lúc người bạn ra đi, chị không giấu được nỗi lòng đau xót. Nghệ sĩ Anh Tú là một diễn viên, đạo diễn được đồng nghiệp, khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Nghệ sĩ Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong nhà hát kịch Việt Nam kính viếng trước linh cữu cố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Những giọt nước mắt không thể ngăn lại khi chỉ vài tháng trước nghệ sĩ Anh Tú vẫn còn khỏe mạnh. Cô đơn lặng lẽ tiễn đưa người đồng nghiệp trong tĩnh lặng. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Anh Tú giữ vai trò người quản lý, chỉ bảo nhiều lớp diễn viên, nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh thành kính phân ưu trước cố nghệ sĩ Anh Tú. Anh chia sẻ: "Là một người bạn, là một người em, cũng như một người cấp dưới, tôi thực sự rất hụt hẫng khi nghệ sĩ nhân dân Anh Tú ra đi. Vào lúc này, khi anh đang còn nhiều ước mơ, hoài bão trong nghệ thuật và cũng đang ở độ tuổi sung sức nhất. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng biết tình trạng sức khỏe của anh Tú, nhưng không ngờ lại chuyển biến xấu nhanh đến như vậy. Có một điều tôi thấy bạn rất tiếc là sự chủ quan của nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, vì anh biết bệnh tình của mình nhưng vẫn mãi miết làm việc, cống hiến cho nhà hát. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn của nhà hát và của sân khấu kịch." Các đồng nghiệp đi quanh linh cữu lần cuối cùng trước khi đưa nghệ sĩ Anh Tú về với đất mẹ. Thư Dung Trần tình nghi án bán dâm, đã dối trá thì khó lấy lại niềm tin. Từng là Á hậu tháng 2 năm 2018, Thư Dung đã gây phẫn nộ trong dư luận. Khi liên quan đến đường dây bán dâm, hàng chục nghìn USD bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vào tháng 9 vừa qua. Người đẹp này cũng từng khiến dư luận bức xúc với bộ ảnh hở hang, khoe thân phản cảm tại tuyệt tình cốc Đà Lạt. Khi dư luận đã quá ngán ngẩm, khi ai đó nhắc đến tên Thư Dung, thì bất ngờ người đẹp này lại làm chuyện vô tiền khoáng hậu. Đó là chuyện gặp mặt báo chí, thậm chí lên cả sóng truyền hình, để phân trần về nghi án bán dâm. Người đẹp từng nổi tiếng với câu nói: "Sống ở cuộc đời thích gì thì làm đó, hãy cứ sống tốt với bản thân mình, bởi thanh xuân chỉ có một lần", này giải thích rằng việc vào khách sạn với một doanh nhân, một người hâm mộ cô trên mạng xã hội là để nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của vị doanh nhân này. "Khoảng thời gian mà em đang khó khăn nhất,
có một người quen ekip của em, là ông bầu gọi điện cho em, nói rằng, trên Facebook của em, có người tên là L, đã theo dõi em từ rất lâu, muốn hỗ trợ và giúp đỡ cho em. Anh ấy cũng là người hâm mộ của em. Giữa khoảng thời gian mà em đang khó khăn nhất, nên em nghĩ đây là cơ hội, biết đâu gặp được người tốt, để hỗ trợ kinh tế cho ba. Vì thực sự là ba em, ở quê Hà Giang phải chạy thận. Ông bầu nói, nếu em và doanh nhân đó, sau một thời gian tìm hiểu, nói chuyện hợp, thì ông bầu sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho em 1 tỷ đồng. Lúc đó em rất khó khăn, em đã nghĩ là nếu mình đến với anh mà anh tốt với mình, thì biết đâu sau này cũng là cơ hội để anh giúp đỡ mình, về cả tinh thần lẫn vật chất. Người đẹp Thư Dung nói, cô gái nhiều điều tiếng này cũng nói rằng, tại khách sạn, vị doanh nhân gọi lại cho ông bầu báo, đã đặt một phòng trên khách sạn, vì em với anh ấy đều là người nổi tiếng, nếu ngồi ở dưới, nhờ ai đó chụp hình của hai anh em tung ra ngoài, thì ảnh hưởng đến kinh doanh, và hình ảnh của anh. Em đã từ chối nhưng ông bầu, thuyết phục em bằng được. Em nghĩ nếu vị doanh nhân đó, có ý đồ gì với em, thì em sẽ lấy tất cả hình ảnh của ông ấy, sẵn sàng đưa lên mạng để tố cáo ông. Em nghĩ ông ấy cũng có tiếng và thành đạt, nên sẽ không hại gì mình đâu, nên em đồng ý và lên ngồi nói chuyện. Em cũng yêu cầu ông ấy mở cửa, và không chốt cửa lại. Hai người ăn mặc rất lịch sự, nói chuyện được vài ba câu. Thì bỗng nhiên công an ập vào, nói có người báo, bọn em đang bán dâm trong khách sạn. Thực sự lúc đó, em vẫn đang mặc đồ rất lịch sự. Và không có làm gì. Em biết đã có người đưa thông tin, và hãm hại em rồi, Thư Dung kể trên truyền hình. Những lời trần tình của Thư Dung khiến dư luận tiếp tục nghi ngờ, mục đích của người đẹp tai tiếng này. Thậm chí nhiều người cho rằng, những lời Thư Dung nói là coi thường dư luận. Bởi không một ai không quen biết, chỉ hâm mộ trên mạng xã hội, mà hứa hẹn cho đến 1 tỷ đồng. Chỉ để ngồi cà phê trong phòng khách sạn, mà không thu được quyền lợi gì. Và bởi vì doanh nhân khi làm gì, họ đều nghĩ đến lợi ích mang lại. Mà nói thẳng ra, mục đích thuê khách sạn là một cuộc mua bán, chứ không phải thánh nhân hiện hữu, để cứu giúp Thư Dung lúc khó khăn. Hơn nữa, qua lời trần tình của người đẹp Thư Dung, chẳng khác nào cô ấy là nạn nhân của việc bị gài bẫy. Bởi chỉ ngồi trong phòng khách sạn để nói chuyện, cửa phòng mở, thì không bao giờ công an tự dưng ập vào bắt quả tang việc mua bán dâm. Các quy định pháp luật của Việt Nam luôn rất chặt chẽ, và lực lượng công an nắm rất rõ các quy định đó, không phải muốn bắt ai thì bắt. Đang chú ý trước đó, theo lời khai ban đầu của đối tượng, Kiều Đại Dũ, tự Y, sinh năm 1996, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trung đường dây chăn rắt, gái mại dâm cao cấp, để hoạt động đường dây bán dâm cao cấp, Dũ đã tiếp cận các gái mại dâm cao cấp núp bóng trong giới nghệ sĩ, trong số đó có Á hậu TG và diễn viên kiêm MC, CV. Khi có khách, Dũ sẽ giới thiệu và nhận tiền qua tài khoản. Thậm chí Dũ còn sắp xếp cho khách và gái bán dâm gặp nhau tại quán cà phê để trao đổi, nhận tiền mua bán dâm ngay tại chỗ. Hơn nữa, trong giới showbiz Việt, việc người mẫu, diễn viên hoa hậu, Á hậu bán dâm nghìn đô không còn là chuyện lạ. Bởi thời gian qua rất nhiều vụ việc liên quan đến việc diễn viên, hoa hậu bán dâm bị phanh phui, thì việc người đẹp Thư Dung tham gia đường dây bán dâm không có gì là lạ. Bởi vậy việc Thư Dung phân trần về nghi án bán dâm như trên thật là nực cười. Và khi nghe cô phân trần giải thích, đâu đó có người nhắc lại câu nói, không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Thực tế, những lời trần tình đó khó có thể lấy lại niềm tin của dư luận, công chúng, khi bản thân người đẹp này có quá nhiều tai tiếng, cũng như những vết nhơ khó gột rửa. Chắc chắn sẽ không có đạo diễn nào dại dột mà cho người đẹp này làm diễn viên trong bộ phim nào đó, nếu không muốn bị công chúng tẩy chay. Nghe mẹ thông báo buôn làng muốn đổi tên đường, Hohenia hốt hoảng, con còn sống mà. Mới đây trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Hohenia vui vẻ kể lại đoạn hội thoại với mẹ tại quê nhà. Cụ thể, đề nghị muốn làm điện đường trong buôn của cô đã được mọi người thống nhất đồng ý. Bên cạnh đó, mẹ cô còn cho biết thêm thông tin họ muốn làm cổng chào đổi tên con và con đường đổi tên con luôn, khiến nàng hậu được một phen hốt hoảng. Hohenia thật thà bày tỏ, no, mẹ ơi, không được mẹ, con còn sống mà mẹ. Hu hu, khiến fan bật cười. Song song đó, cô cũng bày tỏ mong muốn bảo vệ những truyền thống đáng quý của dân tộc mình, chứ không trông mong mọi người làm như thế. Biết là mọi người yêu quý, nhưng với hen, ký ức và thuộc về nét truyền thống thì cần giữ lại. Hiện đại thì muốn, nhưng nét đẹp truyền thống dân tộc cần được bảo tồn. Thật là đáng quý cho tấm lòng của Hoa hậu Hohenia.
Được biết, từ khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2018, Hohenia đã trao tặng số tiền 600 triệu đồng cho việc thiện nguyện, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án xây dựng thêm nhiều thư viện, hỗ trợ chi phí cho các nữ sinh trên thế giới. Cô cho biết, tôi muốn xây dựng một nhà dài cho cộng đồng buôn làng, lưu giữ văn hóa, chữ viết người Ede. Tôi mong trong buôn có nước sạch, điện sáng hơn và nhiều kế hoạch thêm trong tương lai, đồng thời mong muốn giúp đỡ người dân trong làng cải thiện cuộc sống, không chỉ mỗi ngày làm kiếm được 100.000 đồng.